TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Tôi nói với họ, không có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta tìm thấy được tình yêu đích thực trong cuộc hôn nhân của mình. Ở đây chúng ta có 5 chàng trai và có cả 5 cô gái, cùng tập trung cho chuyến hành trình gian nan để đi tìm một nửa đích thực của cuộc đời mình. Tôi muốn tìm một chàng trai biết xem trọng vẻ đẹp bên trong hơn là hình thức bên ngoài. Thực tế là tôi có một tâm hồn rất đẹp, nhưng mọi người lúc nào cũng chỉ khen là ngực của tôi đẹp mà thôi. Dù sao cũng xin mọi người giúp đỡ. Cô gái số 1, 25 tuổi, hiện là người mẫu đồ lót, tốt nghiệp trường đào tạo người mẫu. Hey, để kéo dục cho. Vô cùng ngây thơ và cũng rất ngọt ngào là chàng trai số 3. Từ ánh mắt đầu tiên, trái tim của anh đã hoàn toàn thuộc về cô gái số 1 rồi. Mẹ tôi đã nói là nếu tôi mà thất bại trong chương trình này thì đừng có nghĩ tới việc về nhà nữa. Con gà này hả? Đây là con gà cho ra trứng nhiều nhất trong số đàn gà mà nông trại nhà tôi nuôi đó. Tôi muốn mỗi buổi sáng đều có thể tặng cho vợ mình quả trứng gà tươi ngon nhất. Chàng trai số 3, 30 tuổi, người thừa kế nông trại với hơn 200 con bò, gà và vịt. Người cho rằng muốn có tình yêu thì phải có sức khỏe tốt là chàng trai số 5. Xin chào anh, chắc là anh thích tập thể dục lắm phải không? Hai cô có muốn thử đu lên tay của tôi không? Không sao đâu, thử đi, tôi khỏe lắm đó. Đương nhiên rồi. Cả hai cô gái đều đổ gục dưới sự khỏe khoắn nam tính của anh ta. Sức hấp dẫn của anh chàng số 5 quả là khó chối được. Đu lên nha, 2, 3. Người thu hút tôi nhất chính là cô gái số 3. Tôi phải cố gắng cho tới cùng, cố gắng cho tới cùng. Nhưng mà tôi đã chọn ai, người đó khó thoát được lắm đó. Chàng trai số 5, 31 tuổi, huấn luyện viên thể dục, chuyên gia thể hình. Cố lên, cố lên, cố lên. Là những cô gái luôn hết sức cố gắng để tìm được tình yêu của mình. Hay lắm. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi thật sự rất là muốn thắng đó. Thật mà, cô hẹn họ đầu tiên tệ quá đi. Cô gái số 4, 32 tuổi, tốt nghiệp công nghệ thực phẩm, hiện là đầu bếp. Trong cuộc đua ngày hôm đó, cô gái số 3 đã ngã trên đường về đích. Các chàng trai thấy vậy đã vội chạy đến với cô ấy. Cô có sao vậy? Có sao không? Khi nhìn thấy cô gái số 3 bị ngã, thật sự là tôi thấy tim của mình nhói đau vì cô ấy. Số 3 đó. Xin cô hãy nắm lấy tay tôi. Cẩn thận nghe. Cẩn thận. Các bạn cũng thấy là cô gái số 3 đã nắm lấy tay tôi đúng không? Trò chơi như vậy là kết thúc rồi. Từ trước tới giờ hầu như chưa có cô gái nào từ chối tôi hết. Cô gái số 3 đã khơi dậy bản tính thích che chở các cô gái của các chàng trai. Nhưng mà người như vậy sẽ trở thành kẻ thù của các cô gái khác. Ngoại trừ chàng trai số 3 ra thì tất cả các chàng trai còn lại đều đã bị cô gái số 3 này hút hồn. Tôi đây thật sự không hề đặt lòng tin nhiều vào đàn ông nữa đâu. Bởi vì trước đây tôi đã từng bị tổn thương. Vì vậy cho nên kể từ giờ trở đi, người đàn ông nào có thể thật lòng quý trọng, thật lòng yêu thương và bảo vệ tôi thì đó chính là chàng trai mà tôi muốn được hẹn hò. Cô gái số 3, 27 tuổi, chuyên ngành giáo dục, giáo viên mầm non. Trong quá trình phỏng vấn sơ bộ ban đầu, cô gái này đã thổ lộ với chúng tôi quá khứ đau buồn của mình. Liệu cô gái đau khổ này có thể nào tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình hay không? Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào đến với ngôi làng tình yêu cũng đều tìm thấy tình yêu đích thực. Trong thời gian qua, người không được bất kỳ cô gái nào chọn lựa là chàng trai số 2 và số 4. Bên phía nữ chính là số 2 và số 5. Họ buộc phải rời khỏi ngôi làng. Vậy tức là những người còn ở lại trải qua tuần đầu tiên thành công, họ sẽ đối mặt với sự chọn lựa người yêu cuối cùng của chương trình.
Tôi nghĩ là tôi biết ai sẽ là người xuất hiện rồi. Em sẽ chờ ăn đó. Nếu như người mà tôi nghĩ thật sự xuất hiện trước mặt của tôi, thì tôi sẽ trả tất cả của mình cho anh ấy. Anh, hãy đến với em đi. Tính tới bây giờ thì tôi vẫn chưa biết được liệu tình cảm của người đó có phải là thật không. Nếu là thật lòng thì ảnh sẽ xuất hiện có đúng không? Ngay từ ngày đầu tiên á, chỉ có một cô gái dành riêng cho tôi mà thôi, không phải quá rõ hay sao? Thật sự lúc này tôi vẫn còn đang rất là phân vân, nhưng mà vẫn phải quyết định mà thôi. Anh định đi đâu chứ? Thí sinh số 3, à không, là Chen Yun A, 27 tuổi. Người ta đã phát hiện ra xác của cô ấy trước khi quay cảnh lựa chọn cuối cùng. Lựa chọn cuối cùng là gì? Không biết hả? Chương trình thực tế chúng ta có nên kết hôn không đó? Biết cái đó không? Dạo này chương trình thực tế đó rất nổi tiếng. Những cặp đôi tham gia nếu thành công thì sẽ có thể kết hôn vào cuối chương trình đó. Có phải là mọi người cùng nhau sống chung trong một ngôi làng, tranh giành lẫn nhau để tìm cho ra được người bạn đời của mình, có đúng vậy không? Đúng rồi, chính là nó. Nếu gì tại sao cô ta lại treo cổ chứ? Chắc là do bị anh chàng nào đó bỏ rơi. Không thể nào đâu, cô lại tự tử chỉ vì bị bỏ rơi trong chương trình. Cái gì mà không thể nào chứ? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đau lòng muốn chết khi bị bỏ rơi sao? Chưa bao giờ nghĩ tới đó hay sao chứ? Tôi chưa bao giờ bị bỏ rơi. Đó là gì, chị chưa bao giờ hẹn hò hết. Có khi nào chị theo chủ nghĩa độc thân không? Chủ gì chứ? Cậu mới nói cái gì? Nghĩa là từ khi còn trong bụng mẹ cho tới bây giờ, chị lúc nào cũng chỉ có một mình thôi. Còn bao lâu mới tới vậy? Anh đi có đúng đường không hả? Ở một chỗ như vậy sao chứ? Ê chà, chúng ta gặp rắc rối rồi.